hành trình xuyên không của cô thợ làm bánh và anh chàng chậm chắc thời hiện đại. Đi tìm chân tướng những vụ án bí ẩn để minh chứng cho sự trong sạch của bản thân. Họ sẽ gặp phải những khó khăn trở ngại nào? Ghê cứng, hồi hộp nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc lãng mạn. Trong Tình án vượt thời gian, 20 giờ hàng ngày trên truyền hình Long An. Xin chào quý khán giả đang đồng hành cùng với bộ phim truyền hình Thái Lan Tình án vượt thời gian, lên sóng truyền hình Long An lúc 20 giờ hàng ngày. Tác phẩm với mạch phim nhanh và lôi cuốn, hứa hẹn sẽ không làm các fan của màn ảnh xứ chùa vàng thất vọng. Và cũng giống như những bộ phim khác lên sóng trong khung 20 giờ, Tình án vượt thời gian sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những phần quà hấp dẫn với trò chơi đồng hành săn hình tinh quà. Hãy cùng Thái Dương xem lại thể lệ của chương trình nhé. Trong buổi tập phim may mắn được chọn ngẫu nhiên từ bộ phim Tình án vượt thời gian sẽ có những hình ảnh may mắn xuất hiện bất ngờ. Quý vị hãy chụp lại các hình ảnh này từ màn hình TV, TV online kênh L34 trên website của đài hoặc là ứng dụng Long An TV. Sau đó gửi đầy đủ các hình ảnh này vào hộp thư fanpage Long An TV, đài phát thanh và truyền hình Long An tại địa chỉ facebook.com/longantv. Vì khán giả gửi đủ bộ hình ảnh may mắn của mỗi tập phim vào fanpage Long An TV sớm nhất đã ấn thích và theo dõi fanpage sẽ nhận được phần quà của chương trình với giá trị là 200.000 đồng. Quý vị và các bạn lưu ý là chương trình chỉ chấp nhận những hình ảnh phát sóng từ kênh truyền hình Long An. Hình chụp phải có logo L34 và đồng hồ thời gian ở góc trái màn hình, khớp với thời gian hình ảnh xuất hiện trong tập phim. 20 giờ 45 thứ hai sẽ là thời gian công bố những khán giả may mắn nhận được quà tặng của các tập phim trong tuần trước đó với chương trình Tập phim may mắn niềm vui đầu tuần. Quý vị đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn trong mỗi tập phim Tình án vượt thời gian và tham gia săn hình trên quà cùng Thái Dương nha. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ hàng ngày trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. Quý khán giả có thể xem lại chương trình này trên website truyền hình longan.com.vn, fanpage, kênh YouTube và ứng dụng Long An TV.